Xin chào các bạn Ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma Có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 990 rồi Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn Đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm Tập 989 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa ấp chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phạm Thông, bạn Huỳnh Phong và bạn Khải Lê các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email a gmail com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ, bạn nữ này nhà Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện, hai câu chuyện đầu tiên á là do ba với mẹ của bạn đã trải qua, còn câu chuyện cuối cùng là do chính bản thân bạn nữ này đã trải qua. Bạn nữ này hiện tại đã 30 tuổi, đã lập gia đình có con rồi. Câu chuyện đầu tiên xảy ra cách đây cũng mười mấy năm trước. Lúc đó là bạn đang nghỉ hè từ lớp 9 lên lớp 10. Gia đình của bạn á là gồm có bốn thành viên: ba, mẹ, bạn và đứa em trai của bạn. Em của bạn á thì nhỏ hơn bạn 4 tuổi. Mà cái lúc xảy ra chuyện á thì hai chị em được nghỉ hè. Cho nên á là hai chị em đã chứng kiến Khiến cho hai đứa rất là sợ Chỉ biết ôm nhau khóc trước cái cảnh tượng kinh dị hải hùng mà thôi Thì ba của bạn này á là một nhạc công các bạn Nhưng mà ba của bạn bị khiếm thị Thì bình thường á là ban ngày ở nhà ba của bạn hay ngủ nhiều lắm Tại vì á, là ba của bạn đi làm vào buổi tối Tối 7 giờ là ba sẽ đi làm cho tới tầm khoảng chừng 1-2 giờ sáng mới về Ba của bạn làm trong mấy cái phòng trà hoặc là mấy cái tụ điểm ca nhạc hoặc là mấy cái chỗ mà người ta hát với nhau á các bạn. Cho nên nó là ba của bạn về rất là trễ. Thì khi mà về trễ như vậy ha, ba ngủ khoảng chừng 3 4 tiếng vậy đó. Rồi sáng cái mẹ của bạn dậy đi chợ rồi mua đồ ăn sáng về, kêu ba dậy ăn sáng xong rồi ba của bạn sẽ ngủ tiếp thì nói chung là sinh hoạt của gia đình của bạn á là nào giờ cứ vậy á không có chuyện gì xảy ra hết ba của bạn á thì thờ ông quan công mà nếu mà thờ ông quan công á thì mình có thể ăn tất cả mọi thứ trừ thịt trâu và thịt chó các bạn là không có được ăn hai cái thịt đó thì bình thường á là khi mà mẹ của bạn mua đoạn sáng về lâu lâu mẹ của bạn cũng có mua phở bò cho ba ăn mà khi ba ăn á thì hoàn toàn bình thường không có gì xảy ra hết nhưng mà không biết cái hôm đó làm sao á Mẹ của bạn mua phở bò Mà cũng mua ngay cái tiệm quen bình thường hay mua luôn Nhưng mà cái ngày hôm đó là làm như là người ta trộn thịt trâu với là thịt bò các bạn Cho nên nó là cái ngày hôm đó khi mà ba ăn xong tô phở đó ha Là tới trưa ba của bạn bị giật quá trời giật luôn bạn kể rằng cái ngày hôm đó ha là do lúc đó đang nghỉ hè mà cho nên nó là tối hai chị em của bạn thức khuya vậy lắm rồi sáng ngủ cho trễ vô xong rồi á là tới tầm khoảng chừng 11 giờ 50 55 phút á là bạn dậy khi mà bạn dậy á thì bạn ra làm sao bạn kiếm đồ coi có cái gì ăn hay không trong cái lúc mà đang đứng lục kiếm đồ ăn á cái tự nhiên bạn nghe một cái tiếng hú mà cái tiếng hú này rất là lớn các bạn Vang vang vọng vọng mà hải hồn dữ lắm Thì lúc mà bạn vừa mới nghe là bạn giật mình luôn Bạn đang kiếm đồ ăn mà bạn phải ngưng lại Bạn mới hả là sững người một hồi cái Bạn mới suy nghĩ Ủa ai hú thì ghê vậy trời Nhưng khi mà nhận ra cái tiếng đó là cái tiếng của ba mình cho nên nó là bạn mới quảng hồn, bạn mới chạy lên trước tại vì ba ba của bạn đang ngủ lần trước. Thì để thi diễn tả sơ qua cái phòng khách của gia đình của bạn ha là cái lúc mà cất nhà đó thì ba với mẹ của bạn á là có làm một cái trang thờ các bạn ở trên phòng khách ha thì trang thờ này ba của bạn á thì thờ quan công mẹ của bạn á thì thờ phật thì lúc đó đó là ba của bạn đang ngủ ở dưới cái trang thờ này do là sáng khi mà ăn xong tô phở cái ba mới mở tivi á xong rồi ba nghe ba nghe tivi rồi ba nằm đó ba ngủ luôn thì khi mà bạn nghe cái tiếng hú vậy Bạn mới lật đật bạn chạy lên Bạn thấy rằng ba của bạn đang nằm im ra Đang nằm im ra các bạn Nhưng mà cái miệng của ba thì liên tục hú Thì lúc này bạn cứ nghĩ rằng là ba của mình chắc là bị mớ rồi Cho nên đó là mình phải kêu ba mình dậy thôi Bạn mới lại bạn lay like, Ba ơi ba 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 dậy 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 ba dậy dậy nhưng mà bạn kêu hoài kêu hoài thì ba của bạn vẫn không dậy vẫn nằm im ra mà cái miệng vẫn hú liên hồi cho nên bạn rất là sợ các bạn thành ra bạn mới chạy lên lầu bạn mới kêu mẹ của bạn mẹ ơi ba có chuyện gì đó thì mẹ của bạn cũng lật đật chạy xuống em của bạn lúc đó nó cũng dậy luôn cũng chạy xuống luôn khi mà chạy xuống thì mẹ cũng lại mẹ lay like, anh dậy 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 anh nhưng mà kêu hoài kêu hoài ba của bạn vẫn không dậy không mở mắt ra mà chỉ nằm im ra mà cái miệng thì vẫn hú liên hồi các bạn thì khi mà ba hú như vậy ha là mẹ do là mẹ tin chuyện tâm linh dữ lắm cho nên đó là mẹ nghi ngờ thành ra là mẹ mới hỏi ba một câu mới hỏi rằng á là xin cho hỏi á ai vô sát chồng tôi vậy thì cái lúc mà mẹ hỏi cái câu đó ha là lúc đó ba của bạn không hú nữa mà bắt đầu ba của bạn mới từ 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 ngồi dậy các bạn khi mà ngồi dậy một cái cái mặt của ba bạn tự nhiên đỏ lên mà bạn nói rằng đó là đỏ bình thường mình không nói đâu cái này đỏ mà dạng như đỏ ké đỏ giống như là ông quan công vậy đó đỏ thiệt là đỏ luôn cái mặt ông quan công đỏ làm sao là mặt của ba bạn đỏ y chang như vậy thì lúc mà nhìn thấy vậy là hai chị em của bạn rất là sợ xong cái khi mà ba ngồi dậy ha cái miệng ba vẫn hú bắt đầu ba của bạn mới ói nha mà ói mà bạn nói rằng là nếu mà mình ăn phở đi thí dụ như nếu mà mình ăn một cái món gì đi mà mình ăn vào khoảng buổi sáng mà tới trưa mình ói thì lúc mà mình ói ra thì mình sẽ ói nước nè rồi rau nè nói chung là nó cái trong cái tô phở có gì là là nó trộn lẫn nhau nha thì mình sẽ ói ra những cái thứ đó còn đằng này ba của bạn ói rất là kỳ là ba ói ra những cái cục thịt nhưng mà những cái cục thịt này á là nó do lại tròn quay các bạn mà nó khô khóc mà mà rất là tanh rất là hôi thúi vô cùng thúi luôn sau khi mà ói xong rồi á ba của bạn mới ngồi mà ba của bạn mới giả nha các bạn tưởng tượng ba của bạn cứ liên tục hú lên xong rồi giả bóp 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 đó thì khi mà giả như vậy á là giả mạnh dữ lắm các bạn mà lúc giả như vậy á từ từ cái má của ba mới sưng lên mẹ cản quá trời nhưng vẫn không cản được cái má của bà mới sưng đỏ lên ha cái miệng bắt đầu chảy máu ra tùm lum hết trơn hai chị em của bạn thấy cảnh đó đâu dám nhào vô can đâu nhỏ quá đâu biết gì chỉ biết ôm nhau mà khóc thôi thì lúc này mẹ của bạn á mới quay qua kêu bạn rằng á là con lấy điện thoại con gọi cho mấy chú mấy cô chạy qua đây đi lúc đó là bạn mới gọi điện ha thì sau tầm khoảng chừng 15-20 phút sau á là chú của bạn nè rồi cô ba người cô của bạn rồi dưỡng của bạn qua tổng cộng là 6 người thì khi mà qua đó lúc đó là do là ba la lớn ba hú lớn vậy lắm cho nên nó là trong sớm đó là người ta cũng bu coi rất là đông các bạn không biết rằng ba của bạn bị cái gì mà cứ hú liên hồi vậy cứ giả liên hồi cản không có được thì lúc mà mọi người qua rồi đó ha thì ba của bạn mới đứng dậy mà bình thường ba của bạn là người khiếm thị ba của bạn yếu dữ lắm các bạn nhưng mà không hiểu sao lúc này ba của bạn rất là mạnh ba mới chạy vòng 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 trong nhà rồi á là các cô các chú với lại dượng của bạn cản mà cản không được cái lúc đó ba tính rằng á là ba chạy vô trong tường để mà đập đầu vô tường á các bạn thì hên sao á là mọi người mới cản lại được mà các bạn tưởng tượng nha sáu người mà trong đó chú của bạn á là cái người tập tạ rất là đô con rất là khỏe bự con dữ lắm dượng của bạn cũng bự con một chú khác á, là cũng lớn con rồi ba người cô của bạn sáu người hoàn toàn khỏe mạnh phải nói là khỏe hơn ba của bạn nhiều đó nhưng mà khi mà nhào vô để mà ôm ba lại đó thì ba chỉ cần vũ tay nhẹ một cái vậy nè thì sáu người mỗi người văng ra một hướng các bạn ba rất là mạnh như vậy ai cũng sợ hãi không biết ba bị gì xong cái ba mới gầm rú lên ba giả vô hả mặt vậy nè xong rồi giả vô trên đầu vậy nè làm giọng cành 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 vậy đó ai cũng sợ hết trơn á thì trong những cái người hàng xóm của gia đình của bạn ha là có một cái bà bà đó thì ban đầu bả không có qua coi mà cái bà này á là dạng như bà thầy các bạn ban đầu bả không qua coi nhưng mà do là bên nhà của bạn um sùm quá ba la um sùm hết trơn rồi mọi người cũng nói chuyện um sùm bả ra bả thấy rằng á là mọi người bu ngay nhà của bạn quá trời bả cũng biết chuyện gì cái bả cũng đi qua bả đi qua thì bả mới đi vô mọi người biết bả là thầy mà cho nên á là mới tách ra cho bả vô tới lúc mà bả vô bả nhìn bả biết rồi thành ra là bà mới lại bàn thờ phật của gia đình của bạn á bà mới thắp cây nhang rồi bà mới thắp nhang khấn vái khấn vái xong ha cái bà lấy mấy cái ly nước ở trên bàn thờ á cái bà mới để xuống là tính là sẽ cho ba uống cái bà mới kêu ba lại xong cái vuốt vuốt ba vậy nè thì lúc đó bà có đeo một cái lá bùa cái lá bùa này bà xếp lại hình tam giác á các bạn là bùa của bà luôn nha thì lúc đó đó bả vuốt vuốt tới ngay chỗ cái áo mà hả cái áo sơ mi của ba là có cái túi ngay chỗ này nè thì bả mới bỏ dạng giống như là giả bộ bỏ vô vậy đó giống như để cho ba không có biết mà bình thường thí dụ như tại vì ba của bạn không thấy đường nếu mà người ta bỏ vô vậy mà vừa vuốt bỏ vô vậy thì ba sẽ không có biết đâu mà không biết làm sao cái lúc mà bả bỏ vô cái ba của bạn biết các bạn ba của bạn biết bả vừa buông tay ra cái hả ba của bạn móc cái lá bùa ra giục cái nói gì đồ bỏ đồ bỏ nói vậy đó cái hả lúc đó là bà thầy mới hả dùng cái lời lẽ mà hả năn nỉ á xong cái kêu thôi bây giờ uống nước này đi uống nước này đi thì lúc này không biết làm sao ba của bạn lại cầm cái ly nước và ba uống vô thì khi mà ba uống vô một cái nha là xuất ra các bạn ba của bạn té ra xỉu xuống không biết gì hết trơn á thì cái lúc đó là 5 giờ chiều là các bạn tưởng tượng từ cái lúc mà ba bị nhập vô giật từ 12 giờ cho tới 5 giờ chiều là 5 tiếng đồng hồ khi mà ba té ngã ra xuống không biết gì hết cho tới cái lúc ba tỉnh ha là đau bụng vô cùng đau bụng mà ba không biết gì hết nha cái bụng rất là đau mẹ kể lại cho ba nghe mặt mài lúc đó sưng chù dù trên đầu cũng vậy á, là u cục cục tự đánh đó các bạn thì đánh mạnh quá hơn là không có đập đầu vô tường nếu mà đập đầu vô tường chắc là sẽ bị thương hơn nặng hơn nữa thì hả là đầu hả là cũng bị u nè cái mặt hai bên má là sưng chù dù luôn rồi răng miệng cái gì là nhất thiệt là nhất luôn các bạn thì ba nói rằng chắc là do là Mẹ của bạn mua phở mà dạng giống như người ta trộn thịt châu vô các bạn, cho nên đó là ba của bạn mới bị giật như vậy. Thì sau cái câu chuyện đó nha, tới mấy ngày trời là ba của bạn vẫn còn đau bụng, mấy ngày sau nữa thì mới lành lặng trở lại, không có còn đau bụng và mặt mày cũng sẹp, không có còn sưng nữa thì à, ba nói rằng đó là thôi từ đây là tởn luôn, không có dám ăn hả là phở bò, tại vì sợ rằng nó là mắc công. Nhiều khi người ta trộn vô mình đâu biết đâu. Cho nên nó là thôi, thà không ăn luôn. Thì từ đó về sau thì à, ba của bạn đó là kỵ phở bò và không có còn chuyện gì xảy ra nữa. Đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn nói rằng là bạn chứng kiến bạn sợ dữ lắm tại vì chứng kiến cái cảnh tượng mà ba mình giống như một cái người khác vậy đó nhìn kinh dị tự nhiên giả như mặt rồi mặt mày sưng chù dù, dù lên máu miệng hả chảy 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 ra thì bạn rất là sợ ám ảnh cho tới tận bây giờ các bạn đó là câu chuyện đầu tiên tiếp theo là câu chuyện thứ hai chuyện này thì xảy ra sau câu chuyện đó mấy năm lúc đó thì bạn đã được 20 tuổi rồi bạn đi làm rồi, bạn không có chứng kiến cái câu chuyện này mà chỉ có mẹ và em trai của bạn á là lúc đó ở nhà chứng kiến mà thôi. thì uh, phải kể quay về quá khứ là mấy chục năm trước nữa thì hồi xưa đó lúc mà ba của bạn còn trẻ đó là ba của bạn có quen với lại một cô mà cái cô này á hồi đó thương ba dữ lắm các bạn hồi xưa là cổ dẫn ba rồi ba đàn á các bạn dẫn ba bắt đầu hai người đi bán vé số quen một thời gian cũng rất là lâu sau. nhưng mà không hiểu lý do gì sao á mà ba với cô đó mới chia tay nhau xong rồi ba mới gặp mẹ của bạn rồi cưới mẹ của bạn ha thì cô đó đó là do thương ba các bạn cho nên đó là cổ không có lấy chồng luôn từ khi mà chia tay ba xong á là cổ sống một mình cho tới là hai chục năm sau thì cái ngày hôm đó là cổ ở nhà gia đình của cổ á, thì mọi người đi làm hết trơn à. cổ ở nhà có mình à cổ mới bị đột quỵ mà cổ mất thì cái lúc mà cổ mất á lúc đó gia đình của bạn á là đã chuyển về bên quận 8 sinh sống rồi thì khi mà nghe cổ mất vậy á thì ba với mẹ của bạn cũng có đi đám tang của cổ của cổ nữa thì đi đám tang xong về cũng bình thường nhưng tới là 3 tháng sau đúng 3 tháng sau thì ngày hôm đó là buổi trưa Ba mẹ với lại em của bạn đang ngồi ở nhà Đang nói chuyện vậy đó Đang bình thường vậy đó Cái tự nhiên á là ba của bạn khóc lên Mà ba khóc rất là thảm thiết Các bạn khóc mà Cái giọng không còn là giọng của ba nữa Mà là giọng của nữ giới Thì do mẹ của bạn tin mà Tự nhiên nghe chồng của mình khóc cái tiếng gì kỳ vậy Cho nên mẹ của bạn biết rồi Thành ra là mẹ của bạn mới bình tĩnh Mẹ của bạn mới hỏi rằng là xin cho Tôi hỏi á là hả ai mà vô xác của chồng tôi vậy mà khi mà hỏi cái câu đầu tiên á là ba của bạn vẫn khóc không thèm trả lời nha vẫn khóc mà cái tiếng khóc nỉ non y như đàn bà vậy đó thì mẹ của bạn mới hỏi thêm mấy lần nữa là xin cho tôi hỏi là ai vô xác của chồng tôi vậy có gì á thì nói cho tôi nghe lúc này á là ba của bạn mới liếc qua nhìn mẹ của bạn nói rằng tôi nè tôi là b nè tôi là b nè thì khi mà nghe cái tên đó một cái là là mẹ biết liền tại vì mẹ biết cô này mà cho nên nó là mẹ mới nói trời ơi chị b hả sao tự nhiên hôm nay chị về mà chị nhập vô ảnh vậy ủa sao mà à, tôi nghe nói rằng á là gia đình của chị á là đã gửi vong linh chị vô chùa rồi sau khi mà làm đánh tan chôn cất cô này xong rồi á là gia đình của cổ đã gửi cổ vô chùa thì lúc mà mẹ hỏi cái câu đó đó ha là ba mới trả lời mà vừa khóc vừa trả lời mà cái giọng là giọng đàn bà các bạn nha nói rằng á là hả à, tôi thương anh tôi thương ảnh ba của bạn tên là mình kêu là là khang đi à, mình kêu là khang tại bạn cũng giấu tên thì à, tôi thương anh khang dữ lắm tôi thương ảnh lắm cho nên đó là hôm nay á tôi về đây á để mà tôi hả là đem ảnh đi theo tôi tôi đem ảnh đi theo tôi cái mẹ nói rằng trời ơi chị ơi chị À, chị vô chùa chị ở rồi sao tự nhiên á là chị về mà chị đem ảnh đi làm sao thì cô này bắt đầu mới cự mẹ mới nói rằng á là à, hôm trước á là cái lúc đám tan đó các bạn là ảnh qua khi mà ba mẹ đi đám ma ha là cổ nói rằng ảnh qua ảnh thăm tôi á là tôi thấy rồi tôi thấy tôi theo hai người về nhà ý là theo về nhà đó nhưng mà khi tôi theo về ngay trước cửa nhà là có ông quan công với lại hai ông thần giữ cửa giữ dữ lắm cho nên nó là tôi không có vô nhà được Mấy ổng đánh đuổi tôi Tôi phải chạy về nhà tôi Là chạy về cái nhà đang làm đám đó Xong rồi gia đình tôi mới chôn tôi Mới chôn tôi rồi đưa tôi vô chùa Mà tôi vô chùa Tôi chán dữ lắm Tôi chán dữ lắm tôi không muốn ở trong chùa Thành ra là tôi phải hả là Cố gắng tôi trốn ra khỏi chùa Bà nói vậy đó là tôi trốn ra khỏi chùa rồi tôi mới hả là lại đây mà tôi cũng phải canh dữ lắm tôi mới vô nhà được tôi bây giờ là tôi thương ảnh lắm tôi thương ảnh từ nào tới giờ đâu có ngớt thương đâu mà hả hồi xưa á chị á chỉ ở mặt mẹ bạn chị á là cái người dành anh khang với tôi dành anh khang với tôi cho nên hả là ảnh lấy chị bây giờ á là đủ rồi tôi đem ảnh đi tôi về tôi đem ảnh đi thì lúc này mẹ của bạn mới cự lại mẹ của bạn mới nói rằng ơi chị chị nói vậy sao được tôi á là tôi không có giành giật gì của ai hết trơn á thí dụ như duyên nợ vợ chồng á là đều người ta vợ trở thành vợ chồng với nhau là đều có duyên có nợ hết trơn á thí dụ như không phải là của mình thì cho dù có nếu kéo cỡ nào cũng không phải là của mình tôi là tôi không có giành giật gì hết mà chị nói chị đem anh khang đi là không có được tại vì ảnh á là ảnh còn cha mẹ già rồi còn vợ con phải lo hả rồi sau này khi ảnh lớn thì hai đứa con á là phải hả là giống như báo hiếu cho ảnh nữa chị nói vậy là chị chị đem ảnh đi là chị tạo nghiệp nghiệp nặng dữ lắm thôi bây giờ á là à tôi nói cho hả là b nghe bây giờ b nghe lời tôi đi rồi á là tôi mua đồ tôi làm mâm cơm chai tôi cúng cho b xong rồi á là b đi vô chùa nghe kinh phật siêu thoát đi chứ đừng có tạo nghiệp nữa thì lúc đó là cái cô B này nhất quyết không có chịu các bạn cứ ngồi khóc thảm thiết vậy đó thì mẹ của bạn cứ năn nỉ năn nỉ năn nỉ hoài luôn sau đó là cổ mới đồng ý và xuất ra khi mà xuất ra xong rồi ba của bạn ngã ra ngất xỉu không biết gì hết luôn cho tới khi mà ba tỉnh thì mẹ mới kể lại thì sau khi mà cúng mâm cơm chay cho cổ xong rồi ha thì mẹ mới đưa ba lên chùa để cho ba quy tam bảo thì cái lúc mà lên chùa quy y ha thì thầy mới đưa cho ba một cái sợi dây chuyền mà có mặt phật các các bạn thầy đã là khai quan điểm nhãn vô rồi thầy kêu rằng á là về đeo mặt phật này trong người trong suốt một tháng không có được tháo ra rồi tối á là mỗi đêm thì hai vợ chồng phải là cùng nhau trì tụng chú đại bi là liên tục như vậy thì lúc này á là ba mẹ mới về ha là tối nào cũng vậy hết trơn á sau này ba kể tuy rằng ba bị khiếm thị nhưng mà cái thần thức của ba đó là ba nói rằng tối nào cũng vậy là đều nhìn thấy cái cô bê đó về mà không biết sao cổ vô nhà được nha cổ đứng ngay dưới chân giường các bạn trong suốt một tháng mà cổ chỉ đứng ngay dưới chân giường thôi chứ không có lợi ba tại vì ba đeo mặt phật cho nên nó là cổ không có lợi gần được thì sau một tháng ngày nào cũng vậy ba với mẹ cũng trì tụng chú đại bi thì sau một tháng là cổ không có còn xuất hiện nữa cho tới tận bây giờ mẹ với ba của bạn vẫn còn trì tụng chú đại bi giống như là một thói quen vậy đó các bạn thì đây là cái câu chuyện thứ hai sau khi mà bạn đi làm về thì bạn mới được mẹ và em trai của bạn kể lại cho bạn nghe đó là câu chuyện thứ hai mà bạn đã gửi tiếp theo là câu chuyện thứ ba chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải qua chuyện mới xảy ra gần đây thôi bạn kể rằng bạn lấy chồng ha, có đứa con thứ nhất cái lúc mà bạn đi làm lại thì bạn này làm cô giáo trong một trường mầm non các bạn thì thời điểm đó đó là bạn chưa có mang thai đứa con thứ hai ngày hôm đó đó nói chung là mỗi ngày thì cô giáo các bạn biết mà cô giáo mầm non rất là cực với lại các bé cho nên đó là hầu như mỗi ngày bạn đều mệt mỏi hết cho tới trưa là nằm nghỉ được một chút thì rất là mừng thì ngày hôm đó cũng vậy mà hồi đó giờ làm đây bình thường thấy gì hết Nhưng mà cái ngày hôm đó đó là khi mà các bé cho các bé ngủ hết rồi Thì bạn mới nằm bạn ngủ Thì cái lúc mà bạn vừa nằm xuống thôi Nhưng mà bạn vẫn chưa có ngủ vô sâu đâu Mà bạn chỉ mới là liêm diêm liêm diêm thôi tự nhiên Cái ngực của bạn chỗ này nè nó, nó bị đè mà bạn cảm giác giống như là cái gì mà đè mình nặng dưới trời Mình khó thở quá Mà bạn muốn mở mắt ra Trong đầu bạn thì bạn tỉnh táo nha Chứ không phải là ngủ rồi Thì cái lúc mà bị đè như vậy là bạn tỉnh hẳn rồi Nhưng mà con mắt á, thì không thể nào mở ra được Kỳ dữ lắm Cho nên bạn cố cố dữ lắm mà Càng lúc á, là bị càng đè mạnh hơn Càng đè nặng hơn Không thở được luôn thì bạn cố gắng thì bạn mới hí con mắt ra được các bạn bạn hí hí thì cái lúc mà bạn hí con mắt được á là bạn nhìn thấy có một đứa nhỏ mà cái thằng nhỏ này con trai nha các bạn đầu tóc nó bù xù nó đang ngồi mà nó đè trên ngực của bạn thì cái lúc mà bạn nhìn thấy nó cái nó cười nó cười. cười nó cười vậy đó cái hả lúc đó là bạn biết là tại vì cái tay chân của bạn lúc này đã lạnh rồi xong rồi người tê cứ ngắt là bạn biết rồi mình bị vong vong nó đè rồi cho nên nó là bạn nữ này mới niệm nam mô với đà phật nam mô quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn bạn niệm liên tục như vậy luôn thì khi mà bạn niệm như vậy á là thằng nhỏ này á nó giả vô mặt bạn các bạn xong cái nó mới nói rằng á là mày niệm phật hả mày niệm phật hả mày mày niệm hả mày niệm hả tao đè cho mày chết luôn mày niệm đi tao đè cho mày chết luôn bây giờ á là mày đi với tao đi đi với tao vui lắm mày đi hả mày mua kẹo cho tao đi mua kẹo đi tao thích ăn kẹo tao muốn ăn kẹo mà nó cứ liên tục nó nói như vậy đó thì cái lúc mà nó nói vậy xong cái nó cười hả, hả 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 lên xong cái bạn nghe bạn quảng quá cho nên bạn lại tiếp tục bạn niệm phật tiếp tục, cứ niệm liên tục liên tục liên tục liên tục vậy đó thiện hồi sao tự động nó biến mất các bạn thì khi mà nó biến mất rồi á là bạn mới mở mắt to lên được nãy giờ là chỉ mở hí hí được thôi thì lúc mà nó biến mất rồi á là bạn mới mở mắt to lên được ha thì lúc đó là bạn mới ngồi bật dậy trò đổ mồ hôi quá trời luôn biết rằng không phải là mơ tại vì nãy giờ đâu ngủ đâu đâu phải là vô giấc ngủ sau đâu mà mơ Trời ơi, bạn mới lật đật bạn mới chạy xuống tầng dưới bạn mới nói với lại mấy người mấy cô đồng nghiệp của bạn á bạn kể lại trời ơi mới nãy em nằm mà em thấy thằng nhỏ vậy đó trời ơi, thấy ghê quá trời luôn thấy ghê quá trời luôn Xong cái hả là mấy cô đó mới nói Mấy cô nói trời nay em thấy rồi hả Em thấy hả nó rồi hả Cái bạn nói dạ em thấy vậy đó Cái bạn mới kể là y chang vậy ha Xong cái mấy cô nói trời ơi ở đây á Hầu như là người nào cũng thấy luôn các bạn Mà các cô đó là cứ thấy nó gẹo Nhiều lúc á là nó đè hoặc là nó kéo tay kéo chân còn có một cô là nghỉ cách đó mấy năm rồi thì cái cô đó đó là do nhà không có gần đó các bạn với lại là nếu mà thuê phòng trọ thì nó tiền nó cũng nhiều cho nên nó là cổ mới xin phép là cho ngủ lại thì khi mà dạy xong học trò tụi nó về hết rồi thì cổ cũng ngủ lại đây ha mà không có ngủ nghe gì được hết thằng bé đó nó theo nó quấy nó phá quá trời luôn cho nên cuối cùng là cổ hả là không có ngủ lại nữa kiếm cái chỗ khác để thuê để ở các bạn thì các cô giáo này kể rằng là thằng nhỏ này nó quấy dữ lắm nó là con của bà chủ nhà, của cái bà chủ nhà mà cho thuê lại cái căn nhà đó để mà làm trường mầm non đó. Là nó là con của bà chủ nhà mà cái phòng của nó là ngay cái phòng của lớp của bạn đang đứng dạy luôn. Thì khi mà nghe bạn sợ dữ lắm tới chiều hôm đó là trời ơi bạn mệt, bạn nhức đầu, bạn nhức mình vô cùng luôn. Thì bạn cũng dạy đó tầm khoảng 2 tháng sau thì uh, bạn mới có thai đứa thứ hai. Thì sau khi mà có thai đứa thứ hai thì cũng mệt mỏi quá do đi làm cô giáo các bé nhỏ nhỏ các bạn cũng cực quá cho nên cuối cùng á là bạn đã nghỉ dạy thì lúc mà bạn gửi chuyện cho thi thì con của bạn cũng đã sáu bảy tháng gì rồi thì đây là ba câu chuyện của một bạn nam em xin lỗi bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta à, thi đã kể xong ba câu chuyện của bạn này rồi rất là hay các bạn ha tiếp theo là chuyện của một bạn nam khác thì bạn nam này là không có để quê của bạn ở đâu không có để vị trí địa lý của bạn ở đâu hết mà bạn kể rằng là nhà của bạn dạng giống như là dùng sâu dữ lắm thí dụ như nếu mà muốn ra phố mua cái gì đó đó là phải chạy đi rất là xa thì nói chung là gia đình của bạn ở trong đó cũng quen rồi tối hả là gia đình của bạn ba với bạn là hay đi chài lưới dữ lắm hay chạy cá đó các bạn mà chuyện này xảy ra cách đây 5 năm về trước do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Thì cái ngày hôm đó cũng như là bao cái ngày khác là tối cỡ khoảng chừng 7 giờ hai cha con của bạn sẽ đi chài cá. Thì cái lúc mà đi ra cái cái chỗ mà chài cá đó thì ngay cái chỗ đó ở trên có một cái cây sầu riêng mà cái cây sầu riêng đó là là cái ngày hôm đó là không phải mùa của cây sầu riêng cho nên nó là có cây lá không thôi chứ ngoài ra là không có cái trái sầu riêng nào hết. Thì lúc mà làm xong rồi thì bạn mới lên Bạn đứng ở dưới ngay chỗ cái cây sầu riêng này nè Là bạn mới đứng dưới mà lúc đó tối Nhưng mà có đèn pin đó các bạn thì Vô tình bạn đứng sao các bạn mới nhìn nhìn Ba của bạn thì vẫn đang làm ngoài đây Thì bạn nhìn 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 sao nhìn lên cây sầu riêng Thì khi mà bạn nhìn lên cây sầu riêng đó thì Không hiểu lý do gì sao mà trong khi trước đó mấy ngày Là bạn thấy cái cây này không có trái nào hết Tại vì bình thường ra là ừ mình biết rằng đây không phải là mùa sầu riêng là nó sẽ không có trái nhưng mà sao hôm nay nó quá trời trái vậy thì bạn thấy cái gì mà trên cây đặt rợt trái sầu riêng luôn cho nên nó là bạn nói ủa ủa sao hôm nay sầu riêng nhiều dữ vậy ta cái bạn mới kêu ba của bạn bạn nói ba 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 ơi sao hả sầu riêng quá trời luôn ba trời ơi trên cây đặt rợt luôn kìa cái ba của bạn mới la mới nói rằng mày nói tàu lao mùa này làm gì có trái sầu riêng nào cái bạn mới nói kìa ba nhìn lên đi lúc đó bạn nhìn lên là quá trời trái luôn đặt rợt trên cây thì ba của bạn cũng dòm lên có thấy cái nào đâu cho nên ba của bạn mới nói rằng mày quán gà hả mày mày tào lao quá mày ơi cái bạn tức dữ lắm nha ba của bạn lại làm cái công việc của ba bạn tiếp cái bạn mới tức quá bạn tức bạn dòm đó nha cái bạn nói rõ ràng nhiều sầu riêng vậy mà sao ba mình không thấy ta xong cái bạn cũng cậy cậy thì khi mà đang đứng vậy đó thì một trái sầu riêng nó rớt một cái bịch xuống mà nó rớt là nó rớt trước mặt bạn nó rớt một cái ập luôn bạn nhìn bạn thấy nó rớt xuống đất nó còn lăn 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 nữa cái xong cái bạn nó trời sao nguy hiểm quá bạn đứng mà né qua một bên né qua một bên thì một hồi sau tiếp tục cái trái sầu riêng thứ hai nó rớt xuống mà kỳ này á là không hiểu sao bạn đã đứng thụt ra rồi mà nó vẫn rớt trúng cái lưng của bạn thì các bạn biết cái trái sầu riêng trời ơi gai của nó toàn là gai cứng cứng mà bự bự không à mà gặp mà nó từ trên cao mà nó rớt xuống nữa thì thành ra là khi nó rớt xuống cái lưng của, của bạn cái là nó đâm vô trong da của bạn nha mà bạn nói trời ơi lúc đó bạn đau ơi là đau cái cảm giác đau thiệt là đau mà trong khi mình đã né mà đứng xa rồi mà tại sao cái trái sầu riêng vẫn rớt chúng mình cái bạn cảm giác như là ủa sao cái áo mình ướt vậy ta bạn mới rờ rờ về nè giờ một cái thì máu không các bạn chợ bạn la ba ơi ba ba ơi chợ sao mà đau quá trời nè máu me nè ba ơi cái ba bạn mới quảng hồn mới chạy lại thì khi ba chạy lại với nó cái gì mày cái gì cái bạn nói rằng đó là trái sầu riêng nó rớt trúng con rớt trúng cái lưng con máu không là ba máu không nè thì ba nói thằng này tào lao máu còn miếng này có máu đâu máu gì đâu đâu cái bạn mới rờ, rờ 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 không có miếng nào hết trơn trời ơi, trong khi mới nãy rõ ràng là mình bị cái trái sầu riêng nó rớt xuống trúng lưng mình mình đau thiệt là đau rờ máu me không cái tay mình máu không mà ta tụi bạn quản hồn đó ủa rõ ràng là con thấy mà trời cái bà mới kéo qua chỗ khác bà nói rồi mày bị cái bà đó trêu rồi thì bạn mới nghe bà nói ủa bà nào ba bà nào ba cái bà nói hồi để chút về nhà nói cái tới tối á là về nhà ba của bạn mới kể là hồi đó là cách đó là khoảng chừng 12, 13 năm trước lúc đó bạn còn nhỏ thì có một cái bà bà đó là bà bị tâm thần á các bạn rồi bà đi lang thang lang thang xong cái bà leo lên cái cây sầu riêng đó bà ngồi bà ngồi trên đó cái uh, Bả ngồi chơi trên đó đó, rồi bả té xuống từ ở trên cây sầu riêng, bả té xuống lộn cổ làm sao gãy cổ chết. Thì có thể là bạn bị cái vong bà đó gẹo rồi. Thì khi mà nghe ba của bạn nói vậy sợ dữ lắm các bạn, mà cái câu chuyện này đã xảy ra cách đây 5-6 năm, 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 năm trước rồi, thì sợ quá sau này là đi đi cũng né cái chỗ cây sầu riêng đó ra thì đây là câu chuyện cuối cùng của tập ngày hôm nay, Thi đã kể xong tập 990 rồi các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tập 991 Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma, có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha à, Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của thi thanh phạm rồi ngủ ngon các bạn nha xin chào